Mình thì chỉ có một cái ấp ủ, một cái ước mơ là mình vẫn ở tại khu vực mình đây, làm được một cái nghề gì đấy, không cần phải đi làm thuê mà mình vẫn có thể đảm bảo được cuộc sống kinh tế cho gia đình. Để biến ước mơ thành sự thật, người đàn ông này đã dồn hết vốn liếng sau nhiều năm xuất khẩu lao động tại nước ngoài, về quê để chăn nuôi bò, một đối tượng còn khá xa lạ với anh từ trước đến nay. Thế nhưng bản thân anh cũng có những tính toán của riêng mình. Con bò thì cái vốn đầu tư bỏ ra lúc đầu thì nó cũng ngang với lợn. Nhưng mà sau này có thể là mình tận dụng được những cái thức ăn của ở nhà quê nó rẻ, hoặc là mình cái thời gian ví dụ nó có rẻ thì mình kéo dài được nó ra, chứ con lợn không kéo được. Trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp, anh được chuyên gia hỗ trợ tích cực trong việc quy hoạch chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Nắm được kỹ thuật cơ bản, lại có chuyên gia bên cạnh, đó là động lực để anh bắt tay vào lứa nuôi thứ hai với 70 con bò 3B. Thế nhưng mọi việc không hề đơn giản khi dịch viêm da nổi cục trên đàn bò đang bùng phát mạnh, giá thức ăn chăn nuôi trên thị trường leo thang. Anh nông dân này sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế nào? Liệu những kiến thức được chuyên gia truyền đạt có được anh nắm bắt và áp dụng cho mô hình của mình? Câu trả lời sẽ có trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Hiện tại anh Mạnh đang nuôi 70 con bò 3B, trong đó có khoảng 50 con bò đã nuôi vỗ béo được một năm nay. Còn 20 con bò còn lại anh mới nhập cách đây khoảng 6 tháng. Hai cái giấy này là em nhập cùng một lượt. À. Con to em để dưới kia, con bé em xếp trong giấy này. Cái này em nhập sau. À. Cách sau này khoảng 3-4 tháng. À, thế thì vậy thì cái sự chênh lệch về cái khối lượng ở đây thì là do là với cái thời gian khác nhau, đó, thời gian khác nhau. Ví dụ như đàn đây này khối lượng nhỏ thì là nó nhập sau đó. Quan sát tổng thể đàn bò, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch nhận định đàn bò đang phát triển rất tốt và không có dấu hiệu bị bệnh. Thưa quý vị, bệnh viêm da nổi cục đang gây thiệt hại kinh tế lớn cho bà con nông dân tại nhiều địa phương. Và với những cái con bò như thế này, nếu bị viêm da nổi cục thì chắc chắn rằng là cái giá bán sẽ bị ảnh hưởng nhất định, đúng không thầy? Và thứ hai nữa là khi mà bị viêm da nổi cục vẫn có thể là gây thất thoát cũng như là có thể là dẫn đến chết bò, đúng không ạ? Vậy thì đối với đàn bò của gia đình nhà anh Mạnh thì lại hoàn toàn khác. Như quý vị có thể quan sát là hiện nay trên đàn bò của gia đình nhà anh Mạnh thì có bộ lông rất là láng mượt và không có một cái dấu hiệu nào là bị bệnh viêm da nổi cục. Bệnh viêm da nổi cục ở bò là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do một loại virus gây nên. Biểu hiện đặc trưng khi bò mắc bệnh có thể dễ dàng quan sát, đó là các nốt sần trên da. Khi bò mắc bệnh sẽ thường có những biểu hiện như sốt cao, có thể sốt lên tới 41 độ C, cơ thể bị suy nhược gây yếu. Đối với bò sinh sản, có thể gây mất sữa ở bò mẹ, viêm mũi, viêm kết mạc, bệnh chuyển biến nặng có thể gây chết trên đàn bò. So với hai cái đợt nuôi của trang trại nhà anh Mạnh, cái đợt nuôi đầu thì là anh ấy mới nuôi và cái số lượng nó thường ít, nó có 30 con thôi. Và ở cái đợt đầu đấy thì đàn bò của nhà anh Mạnh đã xuất hiện cái viêm da nổi cục. Và sau đó đưa ra các cái phác đồ để khống chế và phác đồ điều trị thì có cái hiệu quả cao. Và cái đợt nuôi thứ hai đây thì bà con chúng ta nhìn trên thực tế thì tôi thấy là cái đàn bò của nhà anh Mạnh là rất đẹp. Rất đẹp ở đây là gì? Cái khối lượng là đồng đều. Và thứ hai là theo xem về cái thể hình thì chúng ta thấy là da bóng này, lông mượt này, và các cái cơ bắp là rất là tốt, cho nên là cái khối lượng nó đảm bảo và không có xuất hiện bất kể một cái hiện tượng gì ở cái trên da, và đặc biệt là cái hiện tượng là viêm da nổi cục. Theo anh Mạnh, được chuyên gia hướng dẫn, giờ đây anh có thể tự tin điều trị và khống chế bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò.
Nhập giống về thì thường là tất cả các cái loại bệnh có thể nó xảy ra. Thì về đến nhà thì gặp viêm da nổi cục ấy, thì là mình chữa chạy theo phác đồ của thầy hướng dẫn. Rồi trong khi chữa thì thường thường là nó rơi vào khoảng cỡ 1 tuần đến 10 ngày là cái bệnh nó chưa khỏe hẳn nhưng nó sẽ dừng lại. Rồi khoảng tầm nửa tháng là nó khỏi. Thương lái vào mua thì người ta thấy bò khỏe mạnh, không có dấu vết, không có những cái bệnh tật gì mà nó xảy ra, kể cả những cái tận cục mình chữa xong nó không để lại di chứng không gì cả, nó khỏe mạnh như một con bò bình thường. Chăm sóc nuôi dưỡng bò đúng quy trình là bí quyết giúp đàn bò của gia đình anh Mạnh luôn bán được giá cao trên thị trường. Theo anh Mạnh, lúc này đàn bò chưa đến thời điểm bán, nhưng thương lái nhiều nơi đã đến tận trang trại để đặt mua. Điều này khiến gia đình anh vô cùng phấn khởi. Khi mà chương trình cũng như chuyên gia đi tư vấn, cái mục đích chung là phải làm thế nào để có hiệu quả. Và trong cái quá trình mà thường xuyên trao đổi với nông hộ của anh Mạnh thì tôi rất hài lòng đối với nông hộ của anh Mạnh. Bởi vì sao? Là trong quá trình chăn nuôi thì có xảy ra một số các cái trường hợp bệnh, nhưng mà khi mà tư vấn thì anh ấy xử lý cũng rất là tốt. Và cái kỹ thuật thì anh ấy thực hiện rất tốt, và cái kỹ thuật thực hiện tốt nó thể hiện trên cái thực tế trên đàn bò như bà con nhìn thấy đây, tức là phát triển rất đồng đều và đàn bò là rất là đẹp. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, quan trọng nhất trong quá trình chăn nuôi bò vỗ béo là tăng trưởng nhanh về mặt khối lượng. Vì thế, việc theo dõi trọng lượng bò trong quá trình chăn nuôi rất quan trọng, nhằm giúp người nông dân cân đối lại quy trình chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho bò khi cần thiết. Theo quy trình chăn nuôi bò vỗ béo, trung bình đàn bò tăng trọng từ 35 đến 40 kg một con một tháng là đạt yêu cầu. Mua những con bò này về để vỗ béo lên đúng không ạ? Vậy thì cái tính trọng lượng như nào khi anh mua của người dân về ạ? Thường là em mua ở một cái điểm nào đấy. Là em mua là cứ một xe khoảng 10 con, 15 con, 20 con là cho hết lên xe xong là em cân. Phải có cái đánh giá. Cái đánh giá thứ nhất là đánh giá ước chừng bằng cái mắt thường. Thì cái đánh giá ước chừng bằng mắt thường thì cái độ chuẩn xác nó không cao đâu. Nó chỉ khoảng độ là 60-70% thôi. Nên nếu về ước chừng thế thì là cái giá thành mà mình mua thì nó rất là cao. Cho nên là nhiều khi cái lãi suất, cái hiệu quả chăn nuôi nó sẽ không lớn. Ngoài cái cân người ta tính công thức để ước lượng, phải càng đánh giá sát cái trọng lượng bao nhiêu thì là mình càng tốt bấy nhiêu. Vâng, và ngay bây giờ thì chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ hướng dẫn anh Mạnh cách tính trọng lượng của con bò mà không cần đến sử dụng đến cân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, việc xác định khối lượng cơ thể chính xác nhất vẫn là cân trực tiếp. Tuy nhiên, để cân trọng lượng bò đôi khi sẽ gặp khó khăn vì các nông hộ không phải lúc nào cũng sẵn cân, và để tiến hành cân một con bò có khối lượng khá lớn không phải là chuyện đơn giản. Vì thế, trong quá trình chăn nuôi, bà con có thể ước lượng trọng lượng bò tương đối chính xác thông qua công thức đã được nghiên cứu khi biết được vòng ngực và độ dài thân chéo của con bò đó. Thì tôi nhắc lại là cái công thức tính trọng lượng của bò là 88,4 nhân với vòng ngực. Vòng ngực thì nhân với đôi và nhân với dài thân chéo nhé. Thì đến dài thân chéo thì giờ bắt đầu ta đo cụ thể thì chúng ta sẽ có công thức đấy chúng ta tính. Như vậy, khối lượng của bò theo công thức tính sẽ là 360 kg. Kết quả cân trọng lượng thực tế của bò là 390 kg. Ba tạ sáu. Thì nó lên đấy và nó chênh lệch so với cái cân trọng lượng thực nó là 3:9. Cho nên chênh lệch là khoảng độ 30 kg. Đó. Thì cái đấy nó cũng có thể chấp nhận được. Như vậy là cái công thức tính ở đây là công thức là người ta xác định đúng. Nhưng mà vấn đề là cái sai lệch ở đây là sai lệch cái chỉ số. Chỉ số tức là cái chỉ số đo đấy. Thế nên là cái thước anh đặt ở như thế nào, ở cái vị trí nào anh xác định. Thế là nó chênh nhau là khoảng độ 3,
30 cân, hơn 30 cân. 30 cân đấy là 30 cân. Là bò này vừa ăn xong thẻ. À ha. Vâng, bò này vừa ăn xong đưa cân này là nó tính. À thế đúng rồi. Đúng rồi, thì bởi vì là nó lại nó phụ thuộc vào ăn, trọng lượng thì nó lại phụ thuộc vào ăn. Thì có thể là nó sẽ dao động đúng như vậy. Cho nên là khi mà mua bò đấy hoặc mua cái gì là người ta thường nói là anh phải cho ăn trước đi. Nếu mà cho ăn vừa xong thì người ta sẽ không cân. Là chỗ đó thì đúng đúng có thể. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, độ chính xác của công thức sẽ phụ thuộc vào chỉ số đo và lượng thức ăn bò đã sử dụng trước thời điểm đo. Tuy kết quả không được chính xác hoàn toàn như cách cân đo, nhưng bà con có thể áp dụng công thức này để ước tính tỷ lệ tăng trọng của đàn bò trong quá trình chăn nuôi. Con bò này là anh xem là anh mua được mấy tháng và trước đó nó là bao nhiêu cân cho đến thời điểm này là bao nhiêu tháng và nó được 390. Bò này của em mua thì nó cái tăng trọng của nó tùy theo cái tuổi của nó, tùy theo cái tháng tuổi của nó. Nó khoảng độ em mua là nó khoảng nó tầm tạ 8. Tạ 8 bây giờ nó được 3 tạ 9. 3 tạ 9 là được được 6 tháng. 6 tháng. Như vậy là cái bò này của em tăng trọng là mỗi tháng là khoảng 35 cân. Đúng rồi, tức là đúng, mình tính bình quân. Chứ còn nếu mà trước thì nó thấp hơn nhưng mà sau đó càng ngày nó càng sẽ cao hơn. Nhưng mà đến một mức độ nhất định thôi thì nó lại là giảm trọng lượng, cho nên đến giai đoạn nào đó là chúng ta phải xuất bán. Thế này thì nó đúng theo cái ấy thôi, đúng không? Đúng theo cái quy trình mà mình đánh giá và là mình kiểm tra. Để đàn bò tăng trưởng tốt, chế độ dinh dưỡng cho đàn bò hàng ngày được gia đình anh Mạnh vô cùng chú trọng. Trong lúc thức ăn nó lên thì em cho ăn thêm những cái cà chua, những cả những cái đồ thừa của nông nghiệp này, thầy đánh giá xem. Cái này vừa xin cả mình có mua thì mình mua cái giá nó người rẻ. Người ta rẻ, đúng không? Ừ, rồi. Cái bình thường ấy thì là bò ấy thì là ăn đối với tỷ lệ như là 10% tinh bột chẳng hạn. Thì trong cái giai đoạn này cám nó lên cả nhà em vỗ thì nhà em vẫn bình thường nếu vỗ thì phải tăng lên. Nhưng mà em vẫn giữ như thế, nhưng mà em cho ăn thêm những cái thứ ví dụ như cà chua, như cả ngô ngáy, những cái thứ phụ phẩm ấy. Những cái đấy chỉ là gọi là cái thức ăn bổ sung thôi, chứ nó không phải là thức ăn chính. Những thức ăn chính là cái cám này và cái này. Thế vậy là nó giảm đi. Làm đi nhưng mà vẫn đảm bảo cái chất lượng chất dinh dưỡng. Nếu mà một con bò khoảng tầm trung bình khoảng 4 tạ hoặc 5 tạ này em cho ăn khoảng 4-5 cân cám này, 4 cân cà chua này 3-4 cân. Rồi ok. Cám công nghiệp, cám ngô, cám gạo và các phế phụ phẩm nông nghiệp sẽ được đưa vào máy trộn theo tỷ lệ. Hỗn hợp này sẽ được đem đun chín làm thức ăn cho bò. Với đàn bò 70 con như hiện tại, mỗi bữa ăn của bò sẽ tương ứng với 8 nồi cám như thế này. Cái cám này thầy thấy là rất là mịn và ngon, khi mình ăn được, đúng không? Thơm. Hàm lượng dinh dưỡng thì nó quá tuyệt thôi. Cái này thì bởi vì nó gồm này là cám đậm đặc này, là cái hàm lượng protein rất là cao này. Sau đó lại là cám hỗn hợp này. Đó, thì nó đã đảm bảo cái chất lượng rồi, tất nhiên là cái số lượng nó giảm thôi. Cái này là đầy đủ các thành phần rất là tốt và hợp với cái sự phát triển của cái hệ vi sinh vật trong đàn bò. Như vậy với công thức tự phối trộn thức ăn cho bò, mỗi 1kg thức ăn, gia đình anh Mạnh sẽ tiết kiệm được khoảng 2.000 đồng so với việc cho bò ăn cám công nghiệp hoàn toàn. Việc chủ động được nguồn thức ăn trong chăn nuôi bò đã giúp gia đình anh Mạnh phần nào tháo gỡ được những khó khăn khi giá cám tăng, đồng thời nâng cao lợi nhuận.